thấy này nó nói giống như Phan Văn Khải hồi đó đi Mỹ á, nói chuyện với ngài Tổng thống Bush về các vấn đề của Việt Nam. Thông qua cái đó thì sắp tới cũng có một số điểm khác biệt. Mẹ cái thằng ngồi thông dịch đó, nó đưa cái lỗ tai nó viết vậy nè, mẹ tội nghiệp mấy thằng đó, mẹ làm chết mẹ Phan Văn Khải. Những điểm khác biệt đó giữa Việt Nam với Mỹ cũng có khả năng là cũng có thể trong thời gian sắp tới chúng ta có thể coi cái chung với nhau, là giọng Phan Văn Khải. Xong mẹ đến tôi nói sợ, tôi nói cái thời ông Khải đi Mỹ khỉ đi mãi, lúc đó đi đàm phán, mẹ đàm phán vô lúc WTO ký cái PNTA, Khải đi Mỹ khỉ đi mãi. Ảnh nhẹ ảnh bắt đầu đến anh Chiết, cái vấn đề chung mà chúng ta thấy được với nhau ở chung một cái điểm á, nhân dân nước nào cũng là nhân dân, đất nước nào cũng là đất nước, nghe không? Xong xuôi cái gì nữa, nói gì nói, dẹp qua những khác biệt vẫn là hữu nghị rồi. Xong xuôi không có gì hết á, nói ngồi vòng vòng cái ủa ngựa ông này ông nói gì vậy, quý vị để ý thử coi, không phát biểu gì hết á. Là lúc đó là mới chủ tịch nước coi đó, anh Chiết cái vụ mà Việt Nam Cuba ông nói. Rồi bây giờ đến nông nước mạnh, anh nông nước mạnh này thì đạo mạo hơn, rồi anh lên đeo mắt kiến đồ ngon lành lắm, giọng nói thì quang quang giống như chun đồng vậy đó, ngon lắm. Thay mặt đảng chính phủ nhà nước, tôi tuyên bố khai mạc đại hội đảng lần thứ 10 ngày hôm nay tề tiệu về đây các đồng chí từ các cấp địa phương, các ban ngành, làm sao tiến tới cái mục tiêu thứ 10 ban chấp hành trung ương đảng năm 2020, Việt Nam là nước có nền kinh tế công nghiệp phát triển. Rồi xong, ảnh tới đó là ảnh nghe thì ngon lắm, ảnh cũng đọc từ chữ được cái anh không có ê à. Mẹ ảnh vậy á, ảnh nói đã xong thưa tôi nói rồi mẹ ông nói nghe, mà cái đó là từ mẹ năm 2006 đó, quý vị biết không? Tôi ở đó tôi coi cái nó nên nói đã lắm, mình nên phán không phải giống ông Trung họp báo đâu, không có đâu. Mấy ông Việt Cộng vậy đó, anh mạnh này ghê lắm, đeo mắt kiến đâu lên. Còn anh Trọng thì hay hơn, Trọng chống tay vậy nè. Đó, mắt như. Về căn bản, ở trong cách chính sách hỗ trợ cho đất nước chúng ta, chủ trương đường lối chính sách của đảng đúng rồi. Thực hiện các nghị quyết thì cũng ban hành rồi. Đề nghị các cấp đảng ủy, chúng ta tiếp tục thông qua, tiến tới nghị quyết thứ 9. Thực hành xem xét lại kiện toàn lại các tổ chức với lại công tác cán bộ, phát triển kinh tế. Rồi xong rồi đó, nghe mấy người phát biểu mình nói mệt, dân cái lãnh đạo của không có mẹ gì hết á. Bởi vì ảnh lúc nào mà ảnh không có chữ á là ảnh bắt đầu ảnh vớ, ảnh quay qua ảnh hỏi à, cái tập của ảnh vậy, nó ngồi nói tướng số nha, nào là cái gì mặt thỏ mỏ dơi, rồi cái gì công dân hạng ba hạng hai con mẹ gì đó. Ok, làm những nghề thấp hèn, quý vị biết lịch sử của cái thằng làm nghề thấp hèn làng nào không? Mẹ cái thằng đi làm bồi tây á, xuống dưới tàu bị thực dân đạp đá đít chết mẹ luôn á. Đi rửa chén, đi lau nhà, thằng nào? Quý vị biết lịch sử không? Trong lịch sử luôn đó, ông cố tổ luôn á. Đi làm bồi cho tây á, xuống lau sàn nhà, sàn tàu, mấy tây đạp đít gì nè. Mẹ, mà nói mà không có nghĩ. Ông cố tổ của cái thằng mẹ chui thùng lạnh, làm sao được ngon giống như mình ở bên Mỹ đế được, sống bất hợp pháp nữa, nó phải được có giấy tờ Mỹ đế đâu giống như đây đâu, nói mà không có hiểu nguồn gốc. Còn nhìn tướng hả, coi tướng luôn nè, tướng đẹp lắm, mà tướng độc lắm, sao được đẹp trai như tôi được,